Si sân tham, giúp người luôn sống trong an lạc. Con kính lại bậc Tây Hoa Sen. Kính bạch tăng đoàn, kính thưa đại chúng, đêm hội hoa đăng cúng dường ngài Khánh Đản Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng đến đây đã thập phần viên mãn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ